Kính chào quý vị. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 18 giờ, hôm nay, ngày 10, tháng 10, năm 2023. Thưa quý vị, thời gian đã lùi xa, nhưng những ký ức về ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã trở thành thời khắc lịch sử tràn đầy cảm xúc cho lớp lớp người Hà Nội khi thủ đô được hoàn toàn giải phóng. 69 năm trôi qua, những kỷ niệm thiêng liêng về ngày giải phóng thủ đô vẫn còn mãi trong dòng chảy ký ức lịch sử của biết bao thế hệ. Những ngày này cũng là lúc Hà Nội chuyển tiết thu rõ nét, những cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh khiến không khí vốn nhộn nhịp nay bỗng trở nên nhẹ nhàng, tiết trời mát mẻ, đường phố phủ đầy lá vàng và thoang thoảng mùi hoa sữa. Hà Nội rực rỡ bởi được trang hoàng những pano, áp phích đỏ rực, và không khí của Hà Nội 69 năm về trước cùng đoàn quân trở về, giải phóng thủ đô được tái hiện một cách sống động trên khắp phố phường Hà Nội. Những ngày mùa thu lịch sử năm ấy, cả rừng người náo nức chào đón đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ cổ kính, đánh dấu ngày thủ đô được hoàn toàn giải phóng. Đúng 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc trung đoàn thủ đô, từ năm cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội, trong cờ hoa rực rỡ đón chào của hàng vạn người dân khắp mọi nẻo đường. Sự kiện trọng đại này đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn với nhân dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long Đông Đô, Hà Nội, chấm dứt thời kỳ gần một thế kỷ xâm lược của thực dân Pháp. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 35 đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi triển khai thực hiện một số nội dung: theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Thưa quý vị, quân đội Israel ngày 10 tháng 10 cho biết đã tìm thấy tổng cộng gần 1.500 thi thể các tay súng Palestine tham gia cuộc tấn công vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10. Những thi thể nói trên được tìm thấy tại nhiều vị trí khác nhau, gồm cả các địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Israel và dọc biên giới dải Gaza. Tuy nhiên, quân đội Israel không đề cập hướng xử lý các thi thể này, trao trả cho Palestine hay chôn cất tại đâu. Quân đội Israel cũng cho biết đã xác nhận danh tính của 100 người Israel bị các tay súng Palestine bắt làm con tin trong cuộc tấn công và thông tin này sẽ được thông báo cho gia đình các nạn nhân. Liên quan đến số thương vong về phía lực lượng an ninh, thông báo cho biết có tổng cộng 123 quân nhân thiệt mạng. Trước đó, truyền thông Israel nói rằng tổng thương vong trong cuộc tấn công của các tay súng phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vào miền nam nước này đã lên tới hơn 1.000 người chết và hơn 2.500 người bị thương. Lợi nhuận quý 3 năm 2023 của Samsung Electronics dự kiến sẽ giảm 80% so với một năm trước đó, do tình trạng dư thừa chip toàn cầu tác động tiêu cực đến mảng kinh doanh cốt lõi của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và TV lớn nhất thế giới sẽ công bố kết quả thu nhập sơ bộ 3 tháng gần nhất vào ngày 11 tháng 10, song ngay từ bây giờ các chuyên gia tài chính đã ước tính kết quả không khả quan với tập đoàn này. Cụ thể, gần 20 nhà phân tích cho biết lợi nhuận Samsung có thể giảm xuống chỉ còn 2,1 nghìn tỷ won, 1,56 tỷ đô la Mỹ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, so với con số trong cùng kỳ năm ngoái là 10,85 nghìn tỷ won. Sự sụt giảm được cho là do bộ phận kinh doanh chip, thường là đơn vị có thu nhập lớn nhất trong tập đoàn, có khả năng báo cáo khoản lỗ hàng quý từ 3.000 tỷ đến 4.000 tỷ won, sau khi giá chip nhớ chạm đáy không phục hồi nhanh như một số dự đoán. Thưa quý vị, tầm 9 giờ rưỡi sáng, quán cơm Nụ Cười 1 trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, đối diện Bệnh viện Nhi Đồng 1,
đã có nhiều người xếp hàng chờ mở bán. Đúng 10 giờ, khách đã có thể bắt đầu mua phiếu, mỗi phiếu ăn có mệnh giá 2.000 đồng. Suốt 12 năm nay vẫn giữ nguyên giá. Bà con nào ăn cơm thêm nữa không? Muốn nữa, có nữa, chị tình nguyện viên nói vọng ra, tay cầm tô cơm còn nóng, tới từng bàn để kịp xới cơm cho khách. Anh Khánh, nhân viên của quán tâm sự, vấn đề tài chính là áp lực thường trực. Để duy trì quán thì phải có hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hào tâm hoặc các cá nhân, lúc thì 50-100 ký gạo, hoặc hạt tiêu, ớt, miễn là nấu được cho bà con. Anh nói thêm, quán phải sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, với gà hoặc cá thì phải có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, còn rau củ thì đều được chọn lựa kỹ lưỡng, sơ chế sạch sẽ để đảm bảo sức khỏe. Những tình nguyện viên ở đây đa phần là người lớn tuổi, quán cũng hay gặp khó khăn do thiếu người. Lương cho nhân viên thì cũng chỉ hỗ trợ được một ít. Không phải khách nào cũng vui vẻ, nhiều người có áp lực cuộc sống, tới đây dễ xảy ra cự cãi, gây gổ, anh Khánh trải lòng. Quán hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thực đơn mỗi ngày đều được thay đổi đa dạng, thường sẽ gồm món mặn, rau ăn kèm, canh và trái cây tráng miệng. Anh Phan Văn Khoa ngụ quận 1, làm nghề buôn bán tự do, chia sẻ, tôi là khách quen nhiều năm. Đối với nhiều người cơ nhỡ, thu nhập thấp thì ăn uống ở đây thoải mái hơn, tiền dư có thể trang trải việc khác. Người ta phục vụ rất tận tình, nhưng mình cũng phải có ý thức tự dọn dẹp. Chuỗi quán cơm xã hội Nụ Cười do nhà báo Nam Đồng, nguyên tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập. Hiện nay chuỗi quán cơm thuộc dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ của quỹ từ thiện Bông Sen. Chuỗi quán cơm Nụ Cười hiện có 8 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 9 chi nhánh tại các tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, được đặt tên là Yên Vui. Thưa quý vị, núi Nưa hay còn gọi là Ngàn Nưa thuộc khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên, thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quần thể khu di tích này bao gồm núi Nưa, đền Nưa Am Tiên, được quy hoạch với tổng diện tích 100 hectare. Đỉnh Ngàn Nưa có đền Am Tiên là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538 mét so với mực nước biển. Nơi đây vào mùa hè trời hanh thông, quang đãng, mùa đông thường có mây mù bao phủ tạo cho Ngàn Nưa một vẻ đẹp hoang sơ, u tịch và đầy huyền bí. Theo sử sách, năm 248, Triệu Thị Trinh tức bà Triệu cùng người anh trai Triệu Quốc Đạt, đã tập hợp nghĩa sĩ, chọn núi Nưa làm căn cứ để luyện tập võ nghệ, giấy binh khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Ngô xâm lược. Trải qua hàng ngàn năm, dấu tích trên ngọn núi này đã bị xóa mờ theo thời gian, nhưng những câu chuyện về giếng tiên, bàn cờ tiên, vườn thuốc tiên, động am tiên, vẫn còn được kể và lưu truyền đến tận ngày nay. Trên đỉnh Ngàn Nưa, ngoài am tiên là nơi thờ Thánh Mẫu, thờ Phật, còn có nhiều địa điểm kỳ bí như bàn cờ tiên. Tương truyền là nơi các tiên ông thấy cảnh đẹp thường lui tới thượng cờ, ngồi ngắm núi sông làng mạc, cho đến bây giờ dấu tích bàn cờ tiên vẫn đang còn. Một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ không giải thích được trên đỉnh Ngàn Nưa, đó là sự xuất hiện giếng nước trên núi, thường được gọi là giếng tiên. Trên độ cao hơn 500 mét không suối, không khe lại có thủy tụ. Không ai xác định được giếng này có từ khi nào. Tương truyền, sự chuyển động của vũ trụ tạo ra vết nứt trên đá, dần dần vết nứt rộng ra tạo thành giếng. Nơi đây được cho là giếng mà bà Triệu và Nghĩa Quân lấy nước sử dụng hàng ngày. Cũng có truyền thuyết cứ tối tối lại thấy các tiên nữ tắm nên gọi là giếng tiên. Đặc biệt trên đỉnh Ngàn Nưa có một huyệt đạo linh thiêng. Nước ta có ba huyệt đạo thiêng gồm núi Đá Trông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, núi Bà Đen xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và núi Nưa. Đường lên đỉnh Ngàn Nưa quanh co, uốn lượn cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ nhưng kỳ vĩ, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Thưa quý vị, Nepal là một quốc gia mang trong mình nhiều nét cuốn hút, nằm bên những ngọn núi cao nhất thế giới và cũng là nơi có nhiều địa điểm linh thiêng đẹp nhất Nam Á. Bảo tháp Bodhanath là địa điểm Phật giáo Tây Tạng linh thiêng, chắc chắn là một trong những địa điểm đẹp nhất ở Kathmandu. Trên đỉnh mái vòm quét vôi trắng khổng lồ là đỉnh tháp nhọn mạ vàng trang trí công phu, được họa lên đôi mắt thông thái của Đức Phật và được treo hàng nghìn lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc. Cấu trúc hiện tại được cho là có từ thế kỷ 14 và nó đã được khôi phục đáng kể sau trận động đất năm 2015. Đền Pasupatinath trên bờ sông Bagmati của Kathmandu là ngôi đền Hindu linh thiêng nhất ở Nepal. Người ta không biết chính xác ngôi đền này bao nhiêu tuổi. Chỉ những người theo đạo Hindu mới được phép vào bên trong các tòa nhà của ngôi đền, nhưng tất cả du khách đều được phép vào trong khuôn viên. Pasupatinath đặc biệt đông đúc trong lễ hội Shivaratri hàng năm, khi các sadhus, thánh nam Hindu hội tụ về ngôi đền. Mái vòm màu trắng và đỉnh tháp bằng vàng của bảo tháp Swajambhu Nath trông hơi giống của Bodhanath, nhưng địa điểm Phật giáo nằm
Trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra thủ đô Kathmandu này lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. Swazamhu nhỏ hơn, nhưng được bao quanh bởi rất nhiều cấu trúc thú vị khác, cũng như hàng trăm con khỉ, do đó nó còn được gọi là đền khỉ. Đây là một trong những địa điểm nhất định phải ghé thăm ở Kathmandu. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.